Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, người sinh sống tại căn hộ ở chung cư Carina Plaza, đã gửi đơn có 416 chữ ký của cư dân chung cư bị ảnh hưởng bởi vụ cháy làm 13 người chết, 50 người bị thương lên Thủ tướng về những vấn đề có liên quan tới sự an toàn của cư dân khi sống trong chung cư. Nội dung trong lá đơn kiến nghị cho rằng vụ cháy xảy ra và thiệt hại nặng nề trên là do lỗi của chủ đầu tư dự án. Trong đơn, cư dân của chung cư Carina Plaza cho biết tại chung cư này đã xảy ra nhiều vụ việc có thể gây nguy hại, đe dọa đến tính mạng của cư dân. Trước khi vụ cháy xảy ra, cư dân chung cư đã có cuộc họp với ban quản lý chung cư và cũng đã có góp ý về những điều bất cập có liên quan tới phòng cháy, chữa cháy, an ninh trong chung cư. Tuy nhiên thì chỉ 7 giờ sau cuộc họp, vụ cháy nghiêm trọng này đã xảy ra. Đơn kiến nghị còn yêu cầu các đơn vị có liên quan phải thay thế ngay lập tức toàn bộ hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thang máy hiện có trong chung cư Carina với chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định và được nghiệm thu bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bồi thường thiệt hại về người, tài sản, sức khỏe và tinh thần cho cư dân, bầu ra ban quản trị, chủ đầu tư phải cấp suất ăn học cho các cháu bé bị mất gia đình đến năm đủ 18 tuổi.